Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VinMec. Thưa các bạn, hiện nay số người mà bị đột quỵ đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Bị đột quỵ thì có thể dẫn đến rất nhiều những cái tình trạng tai biến nặng như là bị liệt hay là thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Và cái việc sơ cứu cho người bị đột quỵ ngay cái lúc mà xảy ra sự việc thì vô cùng quan trọng, có thể giúp họ tránh được những cái tai biến này. Trong video sau đây của chúng tôi thì bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMec Tham City sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách thức mà để chúng ta sơ cứu một cách đúng và kịp thời cho những người bị đột quỵ tại nhà. Chào quý vị và các bạn, với các trường hợp tai biến mạch máu não mà nhân gian chúng ta hay gọi là đột quỵ thì thường bệnh diễn biến một cách đột ngột, xuất hiện ngay lập tức với các triệu chứng như sau. Bệnh nhân bị liệt mặt một bên hoặc là mắt nhắm không kín một bên, cộng với lại là yếu hoặc liệt tay và chân một bên. Các cái biểu hiện này nó xuất hiện một cách đột ngột nên chúng ta dễ dàng nhận biết bằng cách như sau. Chúng ta nhìn về mặt nạn nhân, chúng ta thấy một bên mặt là bị liệt không đều so với bên đối diện. Chúng ta nói bệnh nhân nhắm mắt mở mắt thì chúng ta sẽ nhận thấy là mắt không thể có một bên nhắm không kín. Chúng ta nói bệnh nhân giơ tay lên, giơ thấy tay bên trái lên. Như tay bên này không liệt, bệnh nhân giơ lên bình thường. Anh giơ tay bên phải lên. Ví dụ trường hợp là như thế này là bệnh nhân tay bên phải bị liệt, bệnh nhân không giơ tay lên được. Chúng ta nâng tay bệnh nhân lên, chúng ta có thể thấy là bệnh nhân bị rơi xuống một cách đột ngột. Chúng ta nâng tay bệnh nhân lên, chúng ta thấy bệnh nhân tay rơi xuống đột ngột. Chúng ta làm như thế tương tự đối với chân. Anh co chân bên trái lên. Với trường hợp này bệnh nhân không liệt bên trái nên có thể co hoàn toàn chân bên trái lên, anh duỗi chân bên trái xuống. Anh co chân bên phải lên. Với trường hợp này bệnh nhân liệt chân bên phải nên không thể co được. Chúng ta có thể nâng chân bên phải bệnh nhân lên. Để chúng ta nhẹ nhàng chúng ta thả xuống. Chúng ta thấy chân bệnh nhân không thể giữ được và bệnh nhân bị rơi chân xuống luôn. Như vậy chúng ta có một số cái dấu hiệu để phát hiện bệnh nhân đột quỵ tại bên mạch máu não. Đó là bệnh nhân bị yếu hoặc liệt tay chân một bên, yếu hoặc liệt mặt một bên và mắt nhắm không kín một bên. Dựa vào cái triệu chứng xuất hiện một cách đột ngột thế, chúng ta có thể phán đoán là bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Với cái việc xử trí bệnh nhân tai biến mạch máu não tại nhà, chúng ta sẽ có hai tình huống như sau. Tình huống thứ nhất là bệnh nhân còn tỉnh táo, còn nói chuyện được. Tình huống thứ hai là bệnh nhân bị hôn mê, bất tỉnh. Thì thông thường nhất thì chúng ta sẽ cần phải gọi xe cấp cứu đến để đưa bệnh nhân đến càng sớm càng tốt. Trong thời gian chờ xe cấp cứu đến thì chúng ta có thể giúp bệnh nhân một số biện pháp như sau. Với trường hợp thứ nhất, bệnh nhân còn tỉnh táo hoàn toàn, còn nói chuyện được với chúng ta, bệnh nhân chỉ bị yếu liệt một bên thôi, thì chúng ta có thể để bệnh nhân nằm ở tư thế thoải mái. Chúng ta tránh không cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì vì cái nguy cơ bệnh nhân bị sặc trong lúc ăn uống. Trường hợp thứ hai là với các trường hợp bệnh nhân hôn mê, bất tỉnh thì chúng ta làm như sau. Để tránh bị việc bệnh nhân bị nôn sặc, chất nôn rơi vào trong phổi gây sặc, gây tình trạng suy hô hấp thì chúng ta nên thực hiện như sau. Chúng ta đưa bệnh nhân nằm nghiêng về tư thế nằm nghiêng an toàn. Cách làm như sau. Thông thường chúng ta nằm nghiêng về bên trái, chúng ta đặt tay bên trái của bệnh nhân vuông góc với thân người. Chúng ta đặt tay bên phải của bệnh nhân sang bên phía bên trái, cạnh với lại gần mặt và má. Chúng ta nâng chân bên phải của bệnh nhân lên. Chúng ta dùng lực của tay hai bên, ta nghiêng bệnh nhân sang bên cùng phía chúng ta. Sau khi bệnh nhân đã nằm nghiêng được sang phía bên nằm nghiêng an toàn rồi thì chúng ta chỉnh lại cái tay của bệnh nhân để tránh cái việc bệnh nhân nằm ép đầu lên tay. Chúng ta chỉnh lại cái chân của bệnh nhân để tránh cái việc bệnh nhân bị lật ngược trở lại hoặc là nằm úp quá, nó sẽ đè ép lên phần thân của bệnh nhân. Với cái tư thế như thế này, bệnh nhân nôn thì chất nôn sẽ trào ra ngoài miệng và rơi ra ngoài, tránh cái việc chất nôn bị sặc lại trong đường thở gây tình trạng suy hô hấp. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của VinMec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.